Thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên từ đêm qua, quá trình hội tụ gió suy yếu dần, vì thế mà mưa rông đã giảm cả về diện và cường độ. Chỉ còn xuất hiện ở mức rải rác tại khu vực ven biển phía đông và một số nơi ở vùng Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Sau tới ngày hôm nay, miền Bắc trời bắt đầu có nắng nhiều trở lại, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực ven biển phía đông tăng lên mức từ 32-33 độ. Các tỉnh sâu hơn trong đất liền nhiệt độ ở mức từ 33-34 độ. Cảm giác oi bức về trưa và chiều sẽ xuất hiện trở lại. Từ ngày mai 24 tháng 7, khi vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng trở lại, thì trời chuyển nắng nhiều hơn, nóng bắt đầu gia tăng và có khả năng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ. Đợt nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 7, trước khi vùng hội tụ gió trên cao được hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, gây ra một đợt mưa mới cho miền Bắc. Mưa cũng không còn xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành phố miền Trung. Sang đến ngày hôm nay, Trung Bộ đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng ráo, nhiệt độ tăng trở lại phổ biến dao động trong ngưỡng từ 33-34 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên nắng nóng vẫn chưa xuất hiện. Phải từ ngày 25 tháng 7, khi vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh mẽ, thì nắng nóng sẽ trở lại trên diện rộng tại các tỉnh Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, do ảnh hưởng của gió đông đến đông nam, nên về chiều tối và đêm đến sáng sớm vẫn có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 27 tháng 7, một dãy áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ sẽ được hình thành, tiếp tục gây ra một đợt mưa nữa cho các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông thì cần đề phòng khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu, vì thế khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến trưa trời phổ biến là không mưa và có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất dao động trong ngày ở Tây Nguyên trong ngưỡng từ 29 cho tới 32 độ, còn tại Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 33 tới 34 độ. Một số nơi miền Đông như tại Bình Phước, Bình Dương, nhiệt độ cao 35 độ, trời nắng nhẹ. Đến chiều tối ở Tây Nguyên, mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, còn đối với khu vực Nam Bộ, mưa vẫn xảy ra ở mức rải rác nhưng lượng không quá nhiều. Sau đó cũng từ ngày 27 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, khiến cho gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, vì thế mưa sẽ bắt đầu gia tăng trở lại. Trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines có thể hình thành một vùng áp thấp. Áp thấp này sau đó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, không loại trừ khả năng sẽ tiến vào khu vực Bắc Biển Đông của nước ta. Diễn biến của vùng thấp này sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật trong những bản tin tiếp theo.